Hello anh em, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Hai Xỉn. Hôm nay thì anh Nam đi làm rồi, ngày mai là cuối tuần sớm mới đăng mặt. Cho nên là mình không có cầu uống bia, cho nên phải ngồi review một mình. Cái chai bia ngày hôm nay á rất là đặc biệt, đó là chai Westmont Trappist. Đây, các bạn thấy hả không? Westmont Trappist. Thì nó là một dòng bia Bỉ và nồng độ của nó là 9.5%. Chai này 330ml thôi, nhưng mà nó rất là dữ, nó 9.5% là. Thì chính vì thế cho nên là hôm nay mình định uống mình, nhưng mà nghĩ lại cái bia đặc biệt như vậy mình phải review mới được, chứ không thể uống không được, nó hơi tiếc. Thì trước tiên là mình sẽ khui cái bia này trước, rồi trong lúc uống mình sẽ nói sơ về cái lịch sử của hãng bia này, nó cũng rất là thú vị. Nó là bia Bỉ nha các bạn. Cái tu viện Westmont này á, nó cũng là tu viện được đánh giá là Travis ở bay luôn. Ok, mình khui nha. À, rót. Đây mình đã làm lạnh hết rồi. Bột rất là mịn. Và cái bia này nó là bia blonde. Cái nước bia rất là sáng. Tuy là nó 9.5% nhưng mà nó không hề đục, không hề có màu nâu chút nào hết, vì nó là cái dòng blonde mà, nên nó không thể nâu được. Và khi rót ra thì xung quanh cái mùi bia, cái ly bia á, khi mà rót ra xung quanh ly bia á, nó lên một cái, nó bay lên một cái hương thơm của cái hốt rất là đặc biệt nha. Rất là thơm, chỉ mới thoang thoảng thôi mà đã cảm thấy là nó rất là ngon rồi. Thì ok, mình làm hớp đầu tiên. Đúng là nó 9.5 độ, nó rất là nặng. Mình không thể hớp một hớp ực giống như là những cái vị khác được. Mình một cái hớp của mình là bao gồm bột, bao gồm nước luôn, nó vừa đầy cái miệng mình. Mình nuốt vô, mình nuốt từ từ chứ mình không có dám nuốt ực, bởi vì cái bia nó đậm đà thì mình đang cho nó trôi từ từ xuống để mình cảm nhận được cái hương vị của cái bia. Thì nói sơ về cái bia này một chút, tức là cái tu viện Westmont này á, nó xây dựng từ năm 1794, nhưng mà tới năm 1836 nó mới được đánh giá là Trappist Abbey, tức là có nghĩa là cái tu viện mà được mà nấu ra những dòng bia Trappist. Và năm 36 đó thì nó 1836 đó thì nó sản xuất cái loại bia đầu tiên, nhưng mà bia là nó hơi có vị cồn thôi, mình nghĩ chắc khoảng 2-3% gì đó, với lần mà nó ngọt là chủ yếu. Thì tiếp tục tới năm 1856 á, thì nó mới đưa ra cái loại bia mạnh đầu tiên là dòng Double Double á, trong tiếng Bỉ á, nhưng mà khi Việt và tiếng Dutch hay là tiếng Anh đó, nó gọi là Double, thì Double Fermented. Và mãi tới năm 1933 thì nó mới đưa ra cái dòng Trappist đầu tiên, đó là cái bia này đây, là 9.5%. Là nó có những bước nhảy vọt mà từ 2-3 độ tới lên tới 5.5 độ, rồi lên tới 9.5 độ. Bước nhảy vọt rất là xa, cho nên nó tốn tới cả vài chục năm, trăm năm để nó tạo ra, để nó đưa ra một dòng bia mới. Và cái điều đặc biệt của cái tu viện này á, là năm 1865 á, thì nó mở rộng, bởi vì cái có thể là công việc kinh doanh hoặc là vì cái sự phát triển của cái tu viện mà nó mở rộng cái tu viện ra để nấu bia. Thì nó xây dựng một cái tu viện mới, một cái khu sản xuất mới ở gần với cái tu viện mà nơi mà sản xuất ra dòng bia Chimay, tức là nó ở trong một vùng luôn. Và điều cũng rất là đặc biệt nữa đó là cái tu viện này nó cũng vừa sản xuất bia, vừa làm sữa và làm cheese giống y như Chimay luôn. Thì có thể là những cái tu viện nó học hỏi lẫn nhau, nó ở gần với nhau, cho nên nó học hỏi lẫn nhau, nó đưa ra những cái phương thức kinh doanh mà tận dụng tất cả mọi thứ. Từ năm 1860 người ta đã nghĩ tới được cái phương thức tận dụng đó rồi. Thôi nói sơ cái lịch sử của nó như vậy thôi. Thì khi mình trở về cái lọ bia này á, khi mình uống vô á, nó ngọt nhưng mà nó không quá ngọt, nó đắng mà nó không có đắng, nó rất là vừa vặn.
nhưng mà cái điều nó hơi nặng là vì nó 9.5. Ok, mình làm lại thử lần nữa nha. Nó hơi có cái hương thơm của Pilsner. Bởi vì là trong cái tổ bia này á, nó dùng cái hop của Pilsner đó là cái hop Sars. Các bạn có nhớ trong tập trong 3 tập trước á, là mình có review cái loại bia gọi là Hankook. Cái bia Hankook đó là nó cũng dùng cái hop, cái loại hop Sars này để nó nấu. Thì trong cái bia này người ta cũng dùng những cái lộ men hết sức là cơ bản, nhưng mà với một cái phương thức đặc biệt, và có thể là với cái lọ nước đặc biệt ở cái vùng mà tư vị này xay á, nó tạo ra được cái hương vị đặc biệt này. Tất nhiên là so với Chimay thì nó vẫn còn hơi kém một chút ở độ hài hòa, nhưng mà so về giá cả và chất lượng á, thì chai bia này cũng khá là ngon. Nói chung là nếu mà cho điểm thì mình cho chắc khoảng 4.6, 4.7 gì đó. Nhưng mà một người uống chai này là đủ, một buổi tối là đủ. Vì nó 9.5 độ, 330ml, thì tương đương mình uống cỡ chừng 2 lon Heineken. Mà không phải quá no vì mình chỉ uống dung lượng của một lon thôi. Nó double cái phần trăm lên, mà đương nhiên là không thể so sánh là mình cô đặc Heineken lại được. Bởi vì là cái hương vị của bia này rất là đặc biệt. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình ngày hôm nay. Mình chỉ làm cái review nhẹ về cái loại bia mà mình cảm thấy là rất là đặc biệt. Cái chai rất đặc biệt luôn. Trên cái thân chai nó có một cái ring, nó giống như là cái chiếc nhẫn đeo vô cái chai vậy, nhưng mà nó khác này luôn. Và trên cái thân, trên cái nhẫn đó nó ghi là Trappist Standard Beer, tiếng Mỹ, Standard Beer, nghe rất là cái khu vực đó. Thấy cái kiểu nó ghi là thấy cái khu Mỹ, Đức hay là Hà Lan đó rồi, khu đó. Nó cái bia này nó uống trong cái ly như thế này này, nhưng mà mình thì mình không, mình có cái ly tương tự, nhưng mà cái miệng nó không có mở rộng bằng, cho nên là thôi mình uống bằng cái ly bình thường, ướp lạnh nó thôi. Có thể là khi uống bằng cái ly này với cái miệng mở rộng ra vậy á, thì khi mình rót vô á, thì cái hương bia nó sẽ bay rộng hơn, nó lan tỏa hơn. Bởi vì lúc nãy mình rót những ly này, mình vừa rót ra mình đã nghe cái hương bia rất là thơm rồi. Thôi, vậy thôi. Nếu các bạn thích video clip của mình ngày hôm nay thì hãy like, share và subscribe cái kênh của mình để đón xem những video clip tiếp theo, khi mà mình với anh Nam sẽ review những loại bia ngon ở châu Âu. Và trong cái đợt này sẽ là bia Đan Mạch, tập trung về bia Đan Mạch. Vậy nha, bye bye.